Sau một năm lướt lên on TikTok, tôi chưa từng thấy bao giờ cơm nguội nó lại hot như thế này. Hot đến cái độ là người người dùng cơm nguội để làm món ăn vặt, nhà nhà cùng rủ nhau sáng tạo không biết bao nhiêu là món từ nó. Đến cái nỗi là các chú Milu ở trong nhà phải khóc thét vì cái mì cũng chẳng còn mà cho vào mõm. Tôi thì tôi cũng đua đòi người ta học làm tteokbokki. Mà làm tteokbokki là phải dằm đè cơm sao cho nó nhuyễn ra thì mới làm được. Thật là vui khi phát hiện bên cạnh mình chẳng có cối chày, cũng không có máy xay. Wow, thật là vi diệu. Vừa mới được ăn bát mì tôm xong, bây giờ mà đi dã cái bát cơm này cho nó nhuyễn ra được thì đúng là ôi dồi ôi, thật là cảm giác đau ê sưng đỏ hết cả tay mọi người ạ. Và sau 5.000 năm tu luyện võ công vật vã thì cuối cùng chỗ cơm đấy nó cũng nát rồi. Giờ mình sẽ lấy bột năng cho vào và tiếp tục nhào bột nhá. Cho áng chừng bột làm sao để khi nào ấy ta nặn cái cục cơm nó không dính keo vào tay mình nữa là được. Đó, mọi người nhìn xem, khả năng là cũng thành cơm thành canh rồi đấy. Sau khi mà cơm và bột nó đã hòa quyện lại với nhau rồi ấy, thì mình sẽ đi tạo hình tteokbokki nhá. Tức ấy là ta phải chia bột ra thành từng cục nhỏ rồi lăn cho nó dài ra. Khi nào mà đạt được đến cái kích cỡ tteokbokki mà mình mong muốn thì thôi. Nhìn mấy cái này nó cứ sun sun như con giun vậy. Chưa xong đâu, muốn đẹp hơn ý, thì mình phải dùng dao cắt ra từng miếng một, nhìn nó mới thẩm mỹ. Đấy, ra hình dần rồi đấy. Rồi cuối cùng là rắc thêm một ít bột năng lên trên để tránh việc chúng dính vào nhau nhá. Đặt ngay một nồi nước sôi, rồi cho dầu ăn vào trước, rồi sau đó mới đổ tteokbokki vào luộc. Để làm gì á? Thì cũng để chúng tránh dính vào nhau thôi mà. Sau tầm 5 phút là vớt ra được rồi nhá. Nhưng mà vẫn chưa ăn được ngay đâu, phải làm sốt nữa chứ. Mình sẽ làm sốt siêu cay nha. Bỏ cà chua vào này, tương ớt này, sa tế này, thêm chút nước vào và đảo đến khi nào cà chua nó nát ra thì thêm một chút đường nữa. Sau cùng là đổ các em trắng xinh nõn nà này vào thôi. À, đến cái đoạn này là nhìn muốn ăn lắm rồi luôn á. Ai thích ăn kèm topping ý, thì có thể cho thêm xúc xích hoặc là chả viên vào. Còn mình ý, thì chỉ thích nó đơn giản như vậy thôi nha. Và kết quả đây mọi người ơi, mình không nghĩ là mình có thể làm thành công nó luôn ý. Tteokbokki nóng dẻo ngon dã man, cộng thêm nước sốt cay nữa, vừa ăn vừa suýt xa, sùn sụt luôn. Cứ nghĩ là không thành được mọi người ạ. Nhìn thì khó nhưng thực ra lại rất là dễ đấy. Quá là khoái luôn. Mời tất cả mọi người nhé. Từ ngày bày vẽ ra mấy cái trò nấu ăn bằng cơm nguội là con Milu nhà mình nó cứ khóc rưng rức luôn. Hôm nay sẽ lại tiếp tục đến với một cái món có tên quen thuộc là cá viên chiên. À không, viên chiên thôi bởi vì nó làm gì có cá đâu. Xay thêm cả đỗ xanh và xúc xích để cho có màu sắc nữa. Gì thì gì cứ phải có tí rau tí thịt thì nó mới ngon đúng không nào. Rút kinh nghiệm từ mọi hôm dã cơm mỏi tay thì hôm nay Tôm quyết định xay luôn cho nó nhàn. Xay cơm thì nó khó hơn xay rau xay thịt bởi vì cơm nó cứ đặc quánh dính hết vào lưỡi dao. Thế là cứ cố xay nhiệt tình thì được một lúc lại ngửi thấy mùi khét khét, khói bốc ra. Ôi thôi, cháy bố mất cái máy xay rồi. Cay. Thôi bây giờ mình sẽ đem tất cả nguyên liệu vừa chuẩn bị mang đi trộn đều với cơm nhá. Bỏ thêm bột mì để chúng có thể kết dính lại với nhau nữa. Cứ phải bóp thật đều vào. Dù bỏ khá nhiều bột mì rồi nhưng vẫn cứ thấy nó cứ bã thế nào ấy. À, khi bóp thì trộn thêm một ít tiêu nữa nha, chút nữa ăn sẽ thơm hơn nhiều đấy. Khi ông bà ông vải bảo là bột được rồi thì mình sẽ bắt đầu nặn viên nhá. Bột rất là bở nên là phải nhẹ nhàng khéo léo hết sức. Mình phải chuẩn bị thêm cả dầu ăn bôi vào tay để chống dính thì mới nặn được đó. Nặn xong rồi thì là dùng que để xiên. Mình tham lam nặn mấy cái viên nó to chà bá luôn. Đến đoạn này thì nhìn cũng khá là đẹp mắt rồi đấy. Không bảo thì đố ai biết là được làm bằng cơm đúng không? Rồi xong rồi, giờ mình sẽ mang đi chiên thôi. Lại là một chảo dầu đầy. Đùa chứ, cứ làm mấy cái món chiên rán này là tốn dầu dã man. Mỗi hôm chai dầu thế này thì chết tiền. Cái chỗ tiền này mà không giãn cách mang đi ăn cá viên chiên thì no nê rồi ấy. Trong lúc chiên, mình phải lật đều. Dù có khéo léo đến mấy cũng không thể tránh khỏi bị nát một vài viên được. Anh em nhìn màu nó hơi xỉn xỉn thế thôi chứ không hề bị cháy khét đâu nhá. Phải như vậy thì lớp vỏ ngoài nó mới giòn. Bởi vì có bột mì nên là nó bị xuống màu rất là nhanh. Giờ thì không chần chừ gì nữa mà xịt ngay một bát tương ớt rồi đánh chén thôi. Vị của nó thì kiểu như là giống bánh mì anh em ạ. Thì cũng phải thôi, cơm gạo nó cũng toàn là tinh bột ấy mà. Cái này mà bỏ xúc xích ra thì đúng chuẩn thành viên chiên chay luôn nha. Khả năng là ăn với đường hợp hơn là ăn với tương ớt anh em ạ. Ôi ok anh em nhá. Hôm nay tự nhiên lại thấy thèm que cay ghê luôn ý mọi người ạ. Nhà vẫn còn nồi cơm nguội, đã là que cay thì dĩ nhiên là phải cay. Dùng bột ớt trộn với cơm nguội rồi dã lên nhá. Dùng bột ớt thì sẽ không cần phải dùng thêm chất tạo màu nữa là đủ đỏ rồi. Nhà chả có cối có chày gì lên lần nào dã cơm cũng rất là ối rồi ôi luôn. Lấy bột năng bỏ vào nhào cùng luôn vậy. Nhào nặn đến khi nào cục cơm nó biến thành cái cục bột dẻo dẻo săn chắc như vậy là được nha. Tiếp tục tạo hình để làm sao nó giống với que mẫu nhất. Véo từng cục bột nhỏ, cắn dẹt chúng ra và cắt thành hình chữ nhật.
nhật. Sau đó tiếp tục đè dí lên từng thớ bột để nó có tạo hình que dọc như vậy là được. Đặt một nồi nước đợi cho nó thật sôi thì mới đổ vào, để khi đó cơm hòa cùng bột năng có thể chín được. Chả hiểu sao ấy là mấy cái miếng bột của mình nó cứ nhão nhét hết ra và dính chặt vào nhau, mặc dù đã được cho dầu ăn vào trước. Đến đây là biết thất bại rồi, nhưng tiếc của nên mang đi di với sa tế xem có ăn được không, và kết quả thì là nó cay xé lưỡi rồi, bã bã nhão nhão không thể nào mà nuốt được, quá buồn. Hello cả nhà nhá, thì hôm trước có một bạn bảo mình là hãy ăn cơm trộn với cái muối mì tôm đi, thì ok nhá, thích thì chơi nhá. Thì như mọi người biết thì cái muối của mì tôm Hảo Hảo này thì rất là ngon, chấm hoa quả thì nó tuyệt vời. Còn thì mình chưa được ăn cái kiểu mà muối mì tôm lại trộn với cơm bao giờ. Mình rất là nể các anh chị ngày xưa đi học đại học chịu khổ vất vả, đôi khi là một gói mì tôm là bẻ ra làm 4 phần, rồi cứ mỗi bữa là trộn với một ít cơm trắng. Thực ra là ăn nó chỉ hơi ngang thôi, nhưng mà cũng không khó ăn lắm, dễ ăn nhưng mà ăn ngang á, để mà kiểu như khi đói cấp cứu cấp tốc á thì chơi được, còn để ăn lâu dài vài ngày thì không thể ăn được. Khó ăn đấy, nếu ăn một lúc thì sẽ thấy ngán lắm. Ăn muốn khổ sở thế này, cầm lấy, thích ăn gì thì ăn nhá. Chào xin các tình yêu, nhìn xem Tôm có cái gì trên tay đây. Một tảng mỡ lợn. Đố mọi người biết hôm nay Tôm sẽ làm gì với tảng mỡ núng nính này. Hãy chờ xem nhá. Đầu tiên mình phải cắt nó ra đã. Cắt từng miếng to như này thì khi rán mỡ lên nó chảy ra thành tóp mới vừa. Giờ thì mình bắc chảo. Công đoạn rán mỡ này khắc nghiệt không kém thì đi đánh trận là bao. Mỡ nó bắn tung tóe ra bốn phía, không khác thì bắn pháo hoa cả. Khi chảy ra được tầm nửa lượng mỡ rồi thì mình múc ra bát trước nhá, vì nếu đun lâu quá thì mỡ sẽ bị khét. Rồi và tiếp tục đợi phần mỡ còn lại nó tốt đến khi nào thần linh bảo là được rồi con này, đấy thì chúng ta dừng. Đợi Tôm sớm bắt cơm nữa nhờ. Và đúng rồi đấy, hôm nay Tôm sẽ ăn món cơm trộn mỡ lợn tưới nước mắm nhá. Cách đây 10 năm khi đi học về, tìm cái nồi cơm nguội còn ít cháy để bới thôi là đã hạnh phúc lắm rồi. Chạy ngay xuống bếp lấy âu mỡ lợn mà nước mỡ lúc đấy nó đã đông trắng lại rồi. Múc một ít mỡ bỏ vào bát cơm rồi tưới chút nước mắm lên trộn đều. Ui, ngày đấy ăn kiểu này đúng kiểu đang được ăn cao lương mỹ vị vậy. Thật sự là phải cảm ơn cái cuộc sống khó khăn ngày đó đã cho Tôm có được những ký ức đẹp và dữ dội đến như vậy. Có ai cùng đồng cảm với Tôm không nhờ? Hãy cho Tôm thấy những comment của mọi người nào. Hello mọi người nhá. Hôm nay Tôm sẽ làm món cơm nắm muối vừng nhá. Cơm làm cơm nắm phải là cơm thật nóng vừa cắm xong. Mình đã chuẩn bị vài cái khăn xô sạch được giặt ẩm đi bắt kiệt nước để khi nắm cơm nó không bị dính. Đổ cơm vào chính giữa khăn, túm bốn đầu lại rồi bắt đầu nén. Lực đè nén càng chặt thì khi ra thành phẩm nắm cơm sẽ càng đẹp. Giờ là đến phần làm muối để chấm. Cái này các bạn làm với vừng cũng được mà làm với lạc thì càng ok. Rồi giờ mình sẽ đi rang lạc nhá. Rang lạc cũng cả là một nghệ thuật đấy. Đảo phải thật đều tay để hạt lạc được chín đều không bị cháy. Rồi và trong thời gian chờ đợi lạc chóc vỏ ra thì ta sẽ đi rang muối. Chọn loại muối hạt to rang cho đến khi nào nó hơi phồng ra là được. Ok rồi, và bây giờ chúng ta bắt đầu đi giã muối nhá. Muối giã càng nhỏ càng tốt nha. Còn lạc ấy thì mình giã theo tỷ lệ 60-40 là đẹp nhất, là 60 phần nhuyễn và 40 phần vẫn còn hạt nửa nhá. Bây giờ mình trộn muối và lạc sao cho vừa chấm, cắt cơm thành miếng vừa ăn. Tất cả đã xong xuôi, việc của chúng ta bây giờ là thưởng thức thành quả nhá. Mời mọi người cùng Tôm nhá. Mọi người muốn Tôm lạc à đến địa điểm nào thì hãy comment ở dưới nha. Xin chào cả nhà. Hôm nay Tôm sẽ dẫn mọi người đến một quán lòng cực kỳ ngon ở Dương Đình Nghệ. Vì nằm ở cuối đường và đúng góc khuất nên không phải ai cũng biết đâu nhá. Nhìn quán nhỏ và đơn sơ như này thôi, chứ các ông các bà mà đi ăn vào đúng tầm 7 giờ sáng hay 12 giờ trưa thì khả năng còn chỗ là hơi thấp. Đồ chấm ở đây thì chỉ là gói bột canh Hào Hảo cho thêm ớt tươi rồi vắt chút khuất vào thôi, nhưng mà cực phẩm đấy nhá, đừng có đùa. Nhìn đĩa lòng bốc hơi với đủ thứ như lòng non, dạ dày, gan rồi chàng thì ôi rồi ôi, nước miếng cứ gọi là tứa lưa ra luôn. Miếng lòng chấm muối cay kèm thêm một tí rau nữa thì phê chữ E kéo dài luôn ấy. Có bác nào đam mê bộ môn lòng này thì giơ tay lên nào. Đánh xong đĩa lòng rồi thì gọi ra thêm một bát cháo nữa ăn cho ấm bụng. Quy trình cứ thế nhá. Một tuần 3 bữa lai dài thì có ai muốn đi ăn lòng ở đây thì hãy comment ở dưới Tôm mời nhá. Bye bye. Thế nhá.
Xin chào các tình yêu, chuyên mục hôm nay ăn gì sẽ là món cháo ếch Singapore nhá. Trời nắng nóng nên cứ chui vào quán có điều hòa mà ngồi các ông ạ. Ếch thì ăn nhiều rồi mà đa số là kiểu ăn nhậu thôi. Còn cháo ếch nấu kiểu Singapore thì đây là lần đầu tiên ăn đó. Tôm chọn suất một ếch thôi vì sợ không ăn hết. Nó sẽ có hai niêu, một niêu là cháo trắng, niêu còn lại là ếch khô với thứ nước đen đặc biệt. Để xem nào, chắc là trong đây có hắc xì dầu và dầu hào đó. Mình múc cái nước đen này tưới vào cháo rồi trộn đều lên. Cháo nhạt nên sau khi cho vào thì ăn sẽ vừa miệng hơn nhá. Thứ nước sốt đen này nó béo béo, ngọt ngọt. Mình sẽ được chọn cay hoặc không cay. Thịt ếch dai, mềm, đậm đà. Giá cả chỗ này thì vừa phải. Nhân viên phục vụ nhiệt tình. Và quán còn nhiều món ăn khác nữa. Và dù không quen ăn kiểu này bởi vì nó ngọt, thế nhưng mà vẫn ngon nhá. Cho hai like luôn ấy. Chào mọi người, hôm nay hãy cùng Tôm đi ăn cháo sườn Đài Loan ở Phan Đình Phùng nhá. Chỗ này nổi tiếng lâu rồi mà hôm nay mới được ghé qua. Cơ sở vật chất và phong cách kiểu cổ ấy, có rất nhiều món hấp dẫn nhá. Và mình gọi một suất cháo sườn ngô nhá. Trước khi ăn cháo thì mình gọi một cốc trà Đài Loan uống nhâm nhi thì tuyệt cú mèo luôn, cực kỳ nhiều trân châu, trà ngọt thanh, đánh bọt ở bên trên. Đây, món chính ra đây rồi. Ôi, thơm phức như mùi của sữa ngô non vậy đó. Cháo được bỏ trong một cái niêu nhỏ, nhìn sườn này nhiều cực luôn ý. Cháo dừ và ngô thì vẫn giữ được độ sần sật. Sườn băm miếng nhỏ vừa miệng bằng hai ngón tay, sườn ninh dừ, mềm, dễ ăn. Nói chung ý là vị cháo đậm đà, nhân thịt đầy đặn. Buổi sáng chỗ này còn rộng rãi chỗ ngồi chứ tối đến là khách đông nghịt luôn. Ăn kiểu phong cách nhà hàng mà lại ở phố như thế này nên giá đương nhiên là nó chát hơn bình thường một chút rồi. Nhưng ăn thì thấy rất ưng và đáng đồng tiền bát gạo nha. Một like. Chào mọi người nhá. Hôm nay mình với cameraman tí đấm nhau vì một người thích ăn lòng, còn một người thích ăn lẩu. Thế là chốt gom cả hai lại và đi ăn lẩu lòng nhá. Lang thang một hồi thì tìm ra được quán lòng phố thị đây. Quán khuất lại đi vào sâu bên trong nên không để ý thì sẽ không biết được. Làm tráng miệng trước đĩa lòng luộc nào. Ngoài mấy thứ tiêu biểu như tràng, dạ dày rồi thì còn có thêm tim cật nữa. Cái này thì mình ít thấy chỗ nào có. Ui, cho Tôm được khen luôn nhá. Mắm tôm ngon quá, không quá khẩm lại thêm ngọt vừa đủ. Đúng là khi đồ chấm ngon thì thức ăn sẽ được nâng lên một tầm cao mới ấy. À, có cả mắm cho chị em nào không ăn được mắm tôm nữa nha. Tiếp đến là lẩu cháo lòng này. Nước cháo cho loãng và hơi nhạt để mình có thể chủ động nêm nếm vừa miệng. Mà nước cháo phải lỏng thì đến cuối cùng húp cháo nó mới vừa, chứ đặt ngay từ đầu thì lại khét lẹt đấy chứ. Ok, hôm nay em thấy vừa miệng, ngon, chi mừng nha mọi người ơi. Bonjour 500 anh em. Hôm nay mình được ông anh dẫn đi ăn món lòng bò nhá. Đây là lần đầu mình nghe thấy có món lòng bò nên kiểu hơi hoang mang style ấy. Địa điểm anh ấy chọn là một quán nghe nói là gia truyền bán từ rất lâu rồi và nổi tiếng nhất ở Âu Cơ luôn. Thực đơn ở đây còn nhiều món nhậu nữa nhưng mình sẽ gọi món đặc trưng là một bát lòng bò và một bát tiết bò nhá. Một bát thường sẽ có dạ dày, lòng non và khấu đuôi. Chấm tất cả với nước chấm là nước tương pha loãng. Nhìn nó mỡ mỡ như vậy thôi nhưng khi ăn thì nó ngon, giòn, sần sật, không hề bị ngấy luôn. Cái mỡ trong lòng non thì nó kiểu như tan chảy ra trong miệng luôn ấy. Một người không ăn được mỡ như mình còn phải tấm tắc khen thì mọi người phải biết rồi đấy. Mình không nghĩ là nó lại ok đến thế. Tiết bò ăn mát và nước trần cũng cực kỳ là đậm đà luôn. Kiểu này ăn nhậu thì đúng đỉnh của chóp. Mà giá cả ở đây thì cũng cực kỳ hợp lý. Một bát lòng 3 người ăn thoải mái mà hết 100.000 à. Mọi người nếu có cơ hội đi qua đây thì nhớ ghé thưởng thức một bát lòng bò nhé. Chắc chắn sẽ không khiến mọi người phải thất vọng đâu. Chào mừng mọi người đến với Hồ Văn Chương. Đây là một địa điểm tập trung cực kỳ nhiều món ăn ngon. Và Tôm đã chọn thử một quán để thưởng thức món súp lươn, đặc sản của Nghệ An. Quán có một cô túc tắc bán thôi. Và muốn uống trà đá thì order quán bên cạnh. Lươn được tưới lên bằng thứ nước dùng nóng hổi đặc biệt, rắc lên trên nhiều rau và nếu ai muốn ăn cay thì cô ấy sẽ cho thêm dầu ớt nhá. Súp lươn được ăn kèm với bánh mướt. Nó giống như bánh tráng ở ngoài Bắc vậy nhưng không có nhân ấy. Gọi là súp nhưng giống canh hơn bởi vì nó loãng. Thịt lươn ở quán này làm rất là khéo, lươn không bị nát, chín vừa tới, thịt dai dai, ngọt, nước súp nêm nếm vừa miệng và một bát như này khá rẻ mà rất là đầy đặn luôn. Ngoài ra cô còn bán thêm chè bơ, chè xoài, chè cà phê nên ai thích món nào thì khi đi qua đây nhớ ghé vào ủng hộ cô đó nhá. Rồi, bây giờ thì ok, tạm biệt mọi người, yêu thương. Chào mọi người. Với cái thời tiết Hà Nội nó oi nóng như thế này thì chẳng có thời gian đâu mà suy nghĩ nên ăn gì. Cứ thấy quán nào gần gần có điều hòa mắt lạnh là tấp vào thôi. Và ngày hôm nay mình lạc trôi vào một quán mì bò Đài Loan nhá. Đây là lần đầu tiên mình được ăn nên là mình sẽ gọi bát thập cẩm để ăn mỗi thứ một ít, thử hương vị cho biết. Cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy cái bát mì là wow, bởi vì là nó đầy đặn chưa từng thấy luôn ý. Miếng sườn và miếng thịt bò thì to đùng luôn, phải gọi là cục thịt bò mới vừa. Thịt xá xíu thì thái lát mỏng hơn nhưng cũng rất là nhiều. Hương vị của nước dùng nó na ná kiểu như sốt vang ấy, thoang thoảng thuốc bắc. Sợi mì to vàng ươm được làm trực tiếp luôn tại quán và nó hơi nhạt vị. Thịt bò được đun kỹ nên ăn dừ rất là mềm. Về tổng thể thì mình thấy nó dễ ăn. Mình thích hết các thành phần của nó từ nước dùng, rau, thịt. Chỉ trừ có mỗi sườn là ướp không hợp khẩu vị của mình lắm thôi. Cơ mà tổng kết lại thì rất đáng để thử đó nhá. Ai có cơ hội đi qua đây thì nhớ ghé vào thưởng thức một lần cho biết nha. Bye bye tất cả mọi người.
Sau một năm lướt lên on TikTok, tôi chưa từng thấy bao giờ cơm nguội nó lại hot như thế này. Hot đến cái độ là người dùng cơm nguội để làm món ăn vặt. Nhà nhà cùng rủ nhau sáng tạo không biết bao nhiêu là món từ nó. Đến cái nỗi là các chú Milu ở trong nhà phải khóc thét vì cái mì cũng chẳng còn mà cho vào mõm. Tôi thì tôi cũng đua đòi người ta học làm tteokbokki. Mà làm tteokbokki là phải dằm đè cơm sao cho nó nhuyễn ra thì mới làm được. Thật là vui khi phát hiện bên cạnh mình chẳng có cối chày, cũng không có máy xay. Wow, thật là vi diệu. Vừa mới được ăn bát mì tôm xong, bây giờ mà đi giã cái bát cơm này cho nó nhuyễn ra được thì đúng là ôi trời ơi, thật là cảm giác đau ê sưng đỏ hết cả tay mọi người ạ. Và sau 5.000 năm tu luyện võ công vật vã thì cuối cùng chỗ cơm đấy nó cũng nát rồi. Giờ mình sẽ lấy bột năng cho vào và tiếp tục nhào bột nhá. Cho áng chừng bột làm sao để khi nào ấy ta nặng cái cục cơm nó không dính keo vào tay mình nữa là được. Đó, mọi người nhìn xem, khả năng là cũng thành cơm thành canh rồi đấy. Sau khi mà cơm và bột nó đã hòa quyện lại với nhau rồi ấy, thì mình sẽ đi tạo hình tteokbokki nhá. Tức ấy là ta phải chia bột ra thành từng cục nhỏ rồi lăn cho nó dài ra. Khi nào mà đạt được đến cái kích cỡ tteokbokki mà mình mong muốn thì thôi. Nhìn mấy cái này nó cứ sun sun như con run vậy. Chưa xong đâu, muốn đẹp hơn ý, thì mình phải dùng dao cắt ra từng miếng một, nhìn nó mới thẩm mỹ. Đấy, ra hình dần rồi đấy. Rồi cuối cùng là rắc thêm một ít bột năng lên trên để tránh việc chúng dính vào nhau nhá. Đặt ngay một nồi nước sôi, rồi cho dầu ăn vào trước, rồi sau đó mới đổ tteokbokki vào luộc. Để làm gì á? Thì cũng để chúng tránh dính vào nhau thôi mà. Sau tầm 5 phút là vớt ra được rồi nhá. Nhưng mà vẫn chưa ăn được ngay đâu, phải làm sốt nữa chứ. Mình sẽ làm sốt siêu cay nha. Bỏ cà chua vào này, tương ớt này, sa tế này, thêm chút nước vào và đảo đến khi nào cà chua nó nát ra thì thêm một chút đường nữa. Sau cùng là đổ các em trắng xinh nõn nà này vào thôi. À, đến cái đoạn này là nhìn muốn ăn lắm rồi luôn á. Ai thích ăn kèm topping ý, thì có thể cho thêm xúc xích hoặc là chả viên vào. Còn mình ý, thì chỉ thích nó đơn giản như vậy thôi nha. Và kết quả đây mọi người ơi, mình không nghĩ là mình có thể làm thành công nó luôn ý. Tteokbokki nóng dẻo ngon dã man, cộng thêm nước sốt cay nữa, vừa ăn vừa suýt xa sùn sụt luôn. Cứ nghĩ là không thành được mọi người ạ. Nhìn thì khó nhưng thực ra lại rất là dễ đấy. Quá là khoái luôn. Mời tất cả mọi người nhá. Hello anh em nhá. Hôm nay Tôm đang có mặt tại phố Thanh Hà để đi ăn bánh canh cua của bà Tâm. Quán lề đường rất nhỏ, có vài cái bàn vài cái ghế thôi nhưng lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Tôm chưa ăn ở đây bao giờ nên bảo với cô là cô ơi, cô cứ cho con mỗi thứ một tí mà càng nhiều lại càng tốt nhá. Thế là bao nhiêu bún, giò, rau cần, rau cải, hành khô là cô cho hết vào. Một bát đầy ứ ự luôn này. Nước dùng nóng hổi, ngọt, gạch cua thơm phức. Nói chung là nhìn đơn giản mà ăn lại rất là ok. Hơn nữa các cô ở đây lại cực kỳ là vui tính, vừa ăn uống vừa nói chuyện rất là vui vẻ. Quán đông vì giá rẻ và ăn ngon là một phần, nhưng lợi thế của nó chính là quán gần chợ. Mà người Việt mình ý, đã đi chợ là phải, rẽ trái vào ăn vặt là bát bún bát phở. Nó thành ra là một cái truyền thống mất rồi, mặc dù là chả ai quy định. Đấy, ăn no nê hai người uống cả trà đá ngập mồm ngập miệng mà mất có 50.000 đồng thôi. Cảm ơn tất cả mọi người, bye bye. Mọi người muốn Tôm La Cà đến địa điểm nào thì hãy comment ở dưới nha. Ê, nhớ đăng ký kênh nữa nhá. Ok, và hôm nay sẽ là tiếp tục cái series làm đồ ăn giống như ai cần nhá. Và để xem hôm nay sẽ là món ăn gì nào. 3, 2, 1. Sủi cảo hay là há cảo đây? Mới chỉ nghe cái tên của nó thôi là biết ngay cách làm nó phức tạp rồi. Mò lên mạng xem công thức thì đúng là không còn gì để bàn thêm. Đầu tiên ý là mình phải nhào bột mì, nhào thật kỹ cho đến khi nào nó dẻo đều thì thôi. Sau đó mình phải lấy màng bọc thực phẩm ủ nó lại nha. Trong thời gian chờ đợi thì ta đi lấy những nguyên liệu khác để làm nhân. Thịt băm này, nấm này, hành lá, cải thảo các thứ này, tất cả đều làm sạch và đem thái nhỏ. Thái càng nhỏ càng tốt nha. Nấm là khó thái nhất bởi vì nó vụn vặn. May là thịt lúc mua đã nhờ người ta băm sẵn rồi, chứ không thì ôi tầm này băm có mà thở ra đường tai mất. Băm xong các thứ gia vị rồi thì ta trộn tất cả chúng lại với nhau, rồi trộn đều giống như là làm nhân nem vậy, thiếu mỗi cái trứng nữa thôi là giống à. Ok baby, giờ ta để nhân qua một bên, lấy bột đã ủ ra, lấy thêm gói bột ngô nữa rắc xuống dưới. Bánh ta tách ra thành từng vón nhỏ rồi vo thành hình tròn, cái nào cũng như vậy. Cơ mà mình phát hiện ra là hình như mình vo hơi to à. Thôi kệ,
sau đó lăn chúng cho bề mặt ngoài được tiếp xúc đều với bột ngô là được. Ai à, còn chưa xong đâu, nhiều công đoạn lắm. Bây giờ còn phải cắn dẹp để làm vỏ bánh nữa. Lấy ít màng bọc ra rải lên trên rồi dùng cái chày nhà mình lăn nhá. Ấy, đến cái đoạn này thì đúng thật là mình làm nó to quá, bằng cái bàn tay luôn rồi. Nhà ai buôn bán mà làm quả sủi cảo siêu to khổng lồ như tôm thế này thì chỉ có một lỗ thôi. Và bây giờ mới đến cái phần quan trọng nhất đây này. Thành công hay thất bại là do cái đoạn này đây. Lấy một thìa nhân bỏ vào giữa vỏ bánh, gấp lại, cuốn cuốn cái mép sao cho nó đẹp ba. Oh no, oh no, no 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 no. Sao mà nó khó thế chứ lệ. Tôm đã làm đủ mọi cách, tỉ mỉ hết sức, lấy cả sự hỗ trợ của cái dĩa nữa, nhưng mà cái bánh nhìn nó vẫn cứ méo mó, tan hoang sơ sát. Ấy, buồn như con chuồn chuồn ấy. Và sau 30 phút vật lộn thì đĩa bánh của tôm nhìn nó... Ôi thôi, không dám tả luôn ấy. Ai cười tôi là tôi dỗi luôn ấy. Nhưng mà 30 chưa phải là Tết đâu. Đặt nồi nước, bật nhiệt to, đợi đến khi nào nước sôi ùng ục lên thì thả bánh vào. Cứ thế đợi tầm 10 phút, thấy bánh nó nổi lên trên bề mặt là chín nhá. Và tên tên tên, đây là thành quả của tôm đây. Mọi người hãy cùng so sánh với icon nào. Ai cha, bề ngoài tuy chẳng ra gì, nhưng bên trong hương vị lại lạ kỳ biết bao. Ngon đi chứ. Đấy, thôi mọi người hãy chấm điểm cho tôm đi nào. Bonjour tất cả anh em nhá. Tấm thân nhỏ bé gầy gò xanh xao hôm nay sẽ đưa các bạn trở về những năm bao cấp với món cơm độn ngô khoai. Bản thân tôm không được trải qua thời kỳ đó, chỉ có thể tưởng tượng lại sau những câu chuyện của bà hay kể. Khoai cắt miếng to vừa phải, ngô tách hạt. Để cho cơm được ngon nhất thì mình sẽ vo gạo nấu cơm trước. Đến khi nào cơm sôi thì mới mở vung ra và cho ngô khoai vào. Làm như vậy khoai sẽ không bị nát và cơm cũng sẽ ngon hơn, không bị khê. Đợi thêm khoảng 10 phút nữa là khi ấy cơm đã chín và có thể ăn được rồi. Wow, thơm phức luôn ý. Mà nhìn cũng đẹp mắt nữa. Mà ngày trước không có được ngon như vậy đâu nha. Ngô khoai phải phơi khô để giữ lại ăn dần, nên rất dễ bị mối mọt, thậm chí mốc các thứ nữa. Bây giờ thi thoảng ăn 1-2 bữa thì ngon, chứ ngày nào cũng phải ăn như vậy thì ngán lắm đấy nhá. Thật sự cảm ơn các thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh để bây giờ thế hệ sau chúng con có được cuộc sống đầy đủ hơn, đời đời tri ân. Thật sự rất là trân trọng ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip nha. Chào 500 anh em nhá. Hôm nay tôm lại tiếp tục làm một món siêu cay, đó chính là đùi gà rán siêu cay nhá. Đầu tiên là chúng ta cần lăn đùi gà qua bột chiên giòn, sau đó dùng trứng gà khuấy đều và dưới lên, cuối cùng là rắc bột chiên xù lên. Và lưu ý là phải đổ thật nhiều dầu cho đủ ngập đùi gà nhá. Đợi dầu nóng lên rồi thì ta mới thả đùi gà vào. Chiên khoảng tầm 15 phút là đã có một cái đùi không kém gì KFC rồi. Giờ mình bỏ quả ớt vào để đảo trước thì mùi ớt sộc lên, nồng cay thôi rồi. Ta đổ tương ớt và sa tế vào để làm sốt, càng nhiều càng ngon. Rồi và cho đùi gà đã chiên vào rim sốt nhá. Uầy, nhìn đã thấy cay rồi. Và ok, thành quả của mình đây rồi. Khổ thân cái lưỡi của tôi, ăn gà mà như đi đánh trận ý, vừa ăn vừa rỉ nước mắt ra. Nó cay mà lưỡi tê cứng luôn, không còn cảm giác nữa ý. Ok, với tôm là cả, mọi món ăn đều là dễ. Hôm nay lục tủ xem có gì không thì thấy có bịch bánh tráng, vậy thì làm bánh tráng nướng nhá. Bây giờ mình sẽ thái nhỏ hành lá này, xúc xích cũng vậy, đem thái hạt lựu hết. Khổ nhất là lúc băm hành củ ấy, nước nó bắn vào mắt cay ghê gớm. Vâng thưa các bạn, và sau đây các bạn hãy chứng kiến hành trình của tôm. Cái đầu tiên là mình đập nguyên một quả trứng vào, nhiều trứng quá nên là nhìn nó không ra bánh tráng nướng luôn ý. Lần hai sang trứng mạnh tay quá, rách luôn cả cái bánh tráng. Tồi thiệt là tráng tồi quá đi mà. Sau 7749 lần rút kinh nghiệm thì bây giờ tôm sẽ giảm nhiệt thật nhỏ này, cho bánh tráng vào, nhanh tay sang thật đều trứng. Bắt đầu có hiện tượng chín thì mới cho hành, xúc xích, bò khô các kiểu vào. Dập dập một đường ở giữa cho hai bên nó đều nhau rồi gấp lại. Nhanh chóng lật để không bị cháy bánh tráng. Và đây chính là bánh tráng nướng make in Easy Tom. Cho thêm tương ớt vào bên trên ăn thì nó lại ngon bá đạo. Bánh tráng nướng bằng chảo tuy không được giòn như bánh tráng nướng bằng than, nhưng mà cũng rất đáng để thưởng thức đấy. Mời tất cả mọi người nha. Chào buổi sáng cả nhà. Hả? 3 giờ chiều rồi á? Ơi hẳn nào đói thế. Thực sự là bây giờ ngay lúc này rất thèm một bát bún cá nhá.
mà nhà lại còn mỗi mì gạo nên là thôi cũng được. Mọi người đang ở vùng dịch, nhất là Sài Gòn mà thiếu thực phẩm thì nhớ là đã có Shopee Farm luôn luôn đồng hành để cung cấp thực phẩm tươi ngon đạt chuẩn Việt Grab với giá bình ổn, được ship tận nơi, an toàn tuyệt đối nha. Tôm đã rán cá xong rồi và bây giờ thì bỏ cá ra, mình sẽ nấu đến phần nước dùng nha. Phi trước hành đã băm nhỏ để nó thơm lên rồi mới đổ cà chua vào. Đảo đến khi nào thấy cà chua nó chín nát ra rồi thì mình sẽ đổ thêm nước vào nhá. Tất nhiên ý, là còn phải thêm nếm mắm muối để cho đủ vị nữa. Đợi cho nước sôi rồi thì mình bắt đầu sẽ cho rau vào này. Mì gạo thì chúng ta nên rửa qua để tránh hôi. Đợi thêm tầm 20 giây nữa là gắp ra được rồi. Món mì cá chiên giòn thơm ngon nức mũi đã hoàn thành rồi. Wow, thơm quá đi. Ăn rồi lấy sức mà ngủ tiếp chứ. Ôi, ở nhà nhiều mụ mẫm hết cả người. Rảnh rỗi thì hay sinh ra nông nổi. Để lục xem trong tủ nhà còn gì không nào. À, có miếng thịt đây rồi. Ê, có cả cơm nguội nữa luôn. Ok, biết làm món gì rồi. Làm cơm cháy dưới mỡ hành nhá. Nghe thôi đã thấy đói rồi. Đầu tiên là mình sẽ cắt hành lá nhỏ ra. Còn miếng thịt này thì phải lọc nạc ra đừng nạc, mỡ ra đừng mỡ. Riêng phần thịt nạc thì mình phải băm nhỏ ra nhá. Đấy, xong giờ là phần rán tóp mỡ để lấy cái nước mỡ trước. Làm cái món này lích tích thế nhưng mà nó ngon miệng nên là thôi, cố gắng chịu đựng mọi người nhá. Khi mỡ đã chảy hết ra rồi thì mình sẽ múc luôn cái chỗ mỡ nóng chảy đó và cho ngay vào hành. Phần thịt nạc mình đem xào với nước tương xì dầu vừa ăn. À, còn chưa xong đâu, bây giờ mới đến cái phần quan trọng nhất đây này, phần chiên cơm. Ta phải khéo léo cán dẹp ra cho nó liền lại như miếng pizza ấy. Làm món này chắc chảo chống dính thì mới chịu đựng được, chứ chảo thường thì cũng chịu, bó tay. Chiên lật làm sao cho hai mặt của nó vàng đều. Tên tên, xong rồi. Lem lem. Dưới mỡ hành lên phần cơm cháy và ăn cùng kèm thịt xào nhá. À, ngon bá cháy, ngon bá đạo, ngon bá của bá luôn. Mỡ hành bùi bùi béo béo, cơm rang giòn tan, thịt nạc vừa phải. Ấy mà ai đang giảm cân thì tránh cái video này ra nhá, chứ không lại bị dụ dỗ rồi không ăn uống theo chế độ được nữa đâu. Thế nhá, bye bye. Hello bông du anh em. Hôm nay thì Tôm sẽ làm một món mà vừa đơn giản nhưng lại cực kỳ đưa cơm nhá. Đó chính là canh bí ninh xương. Mình sẽ xử lý phần xương trước nha. Trước khi ninh thì mình cần phải trần qua một lần nước sôi để khử hôi đã. Sau đấy mới bỏ lại vào nồi cho gia vị đảo đều cho thấm. Rồi giờ mới xử lý đến phần bí đây này. Mọi người không biết mua rau củ quả ở đâu uy tín ý, lại nhất là trong vùng dịch thì cứ lên Shopee Farm nhá. Giao hàng nhanh chóng phóng ngay tận cửa phòng luôn. Quay trở lại cái khoản gọt bí, bổ bí, thái bí thì chắc là không cần phải nhắc nhiều nữa rồi đúng không? Nhà nào thì chả bổ bỏ ruột như nhau, tự căn sao cho hợp lý thôi. Giờ thì mình chỉ đợi xương chín rồi bỏ bí vào thôi. Cho bí vào mình lại tiếp tục đợi, nhưng tầm 5 phút thôi nha. Và giờ thì giờ cơm đến rồi, giờ cơm đến rồi. Canh bí ăn vừa ngon vừa thanh mát, đủ dinh dưỡng chỉ trong một bát ô tô. Có ai thích cho gia vị nó nhạt nhạt rồi chấm với nước mắm tỏi ớt như Tôm không nhở? Mời tất cả mọi người nhé. Tôm ơi, hãy hầm gà với nước coca đi. Muốn gà, có gà luôn. Tôi cũng thấy nhiều hảo hán làm cái món này lâu rồi, mà hôm nay cũng mới được trải nghiệm. Coca phải bỏ thật nhiều đấy, bởi vì nước ngọt nhanh sôi và dễ bốc hơi hơn là nước thường, nên sợ nó sẽ bị cạn nhanh ấy. Chuẩn bị thêm một ít nguyên liệu để món gà của ta có thể thơm ngon hơn. Nấm hương luôn là sự lựa chọn hoàn hảo nhé. Tiếp đến là cả lá chanh nữa. Thịt gà không có lá chanh thì khác gì có xoài xanh mà lại thiếu muối ớt, đúng không? Đừng quên dập thêm một nhánh gừng nhỏ bỏ vào nước, vừa khử được mùi hôi tanh lại còn thơm nước mũi nữa. Trong lúc đun ý, nó có nổi bọt lên thì mình nhớ hớt cái bọt ấy đổ đi nhá. Hầm đến khi nào gần được rồi thì ta mới cho nấm và lá chanh vào. Đợi thêm khoảng 20 phút là có thể oánh chén được rồi. Gà hầm coca bên ngoài thịt nó xen lại màu đen đen kiểu như gà ác ấy nhở. Nước ngọt lắm mọi người ạ. Nấm cũng thấm coca nên là ngọt nó bị ngang ngang ấy. Riêng về gà thì lại ngon nhá. Bên ngoài ngọt ngọt, bên trong thì vẫn giữ được vị nguyên bản. Được cái là mùi của nó rất là thơm. Tiếc là mình không hợp được cái nước. Thôi ok nhá.